Bây giờ chúng ta tiếp theo một ca diện nữa, một ca ra diện nữa. Các bạn thấy hấp dẫn không? Đây. Xưa nay là chữa bệnh ung thư á, là hết hay không hết không ai biết gì cả. Nhưng mà đến với cha rồi là hết ung thư phải hết như thế nào, và khi trở về gia đình phải trở về một cách quang minh chính đại như thế nào, thì đó là cha mới chữa bệnh. Còn ở đây không có chuyện mê tín hay là cầu nguyện gì, có cầu nguyện cha cầu rồi đó nha. Bây giờ cha tiếp theo một ca thứ hai là ca của anh Nguyễn Hữu Biền nha. Anh Nguyễn Hữu Biền, bây giờ cái ca của anh Nguyễn Hữu Biền này là ca này là ung thư, này là ung thư cấp tính mà được gọi là ung thư khí quản di căn hạch. Cái ung thư này mà chỉ cần 30 giây không thở được là chết tại chỗ. Ngày anh Biền anh vô trong này là cha Tòng ha. Cha Tòng giới thiệu với cha. Cha Tòng mới điện thoại lên cho cha. Cha Tòng nói: cha Tường ơi, con có một bệnh nhân vô cha rồi đó. À, cha hỏi: cha sao cha không nhờ Thập Đỏ dắt về? Ông quýnh lên cúp máy, ông sợ cha không nhận. Cha nói với mấy thầy: ông cha Tòng này kỳ cục quá mày. Không mà ông giao ông bệnh cho tao vậy thì tao biết ông đó là ai. Thôi cha cũng nằm ở giọng cho chờ ông vô. Cha nói nếu mà không phải ông cha Tòng giới thiệu là cha không bao giờ nhận ông Biền nè. Tới khi anh Biền anh vô tới nhà cha nói: mày đứng đó, mày đứng ngay đó một phút là đi về, không có cho lỡ lâu. Thế thì cha thấy ổng, cái chết nó sát bên ổng rồi. Bắt đầu cha bảo: bây giờ con về nhà con tìm được ngay ông chủ tịch chữ thập đỏ, con dẫn về đây là cha cứu sống con ngay tức khắc. Còn nếu không con, có thể là con chưa ra khỏi nhà cha là con chết. Những cái đó thì anh Biền sẽ nói cho chúng con nghe. Rồi anh Biền anh quýnh lên, rồi giờ anh không tìm được ai trên, rồi anh giờ không tìm được cái ông địa phương ở đây dẫn vô. Ông địa phương nói: trời ơi, tôi nói anh nghe, tôi dẫn anh cho anh vui thôi chứ tôi biết tới ổng là ông bác liền tại chỗ mà. Rồi có phải vậy không, lát nữa chú Năm nói nha. Rồi như vậy thì anh Biền ảnh phút thứ 89 là Thập Đỏ từ Nha Trang bay vô trong này, bay máy bay vô trong này, và bay xong thì đúng 59-60 ngày. Hôm nay là ngày thứ 60 đúng không? Hôm nay là ngày thứ 59, chưa được 60 thì anh Biền đã được ra khỏi, đã được không còn ung thư khí quản nữa, di căn hạch. Vậy thì để chúng ta biết được cái căn bệnh này nó hành hạ một người ung thư như thế nào và nó tiến triển hết ra làm sao, thì cha xin mời một thầy tiếp tục giải thích nữa. Thầy Thanh luôn đi ha, làm cho trọn bộ. Bây giờ thầy hãy nghe cha hướng dẫn nha, cha hỏi nha. Cha hỏi để rồi thầy hướng dẫn cho anh Biền anh hiểu, rồi cho cộng đồng biết. Bây giờ anh Biền là người ở Nha Trang, Khánh Hòa. Anh Biền là tôn giáo gì? Tôn giáo Công giáo. Nãy con tôn giáo gì? Đạo Phật. Rồi ok. Con về niệm Phật nha, con về cầu Chúa nha. Bây giờ ngày anh Biền vô đây là anh Biền ung thư khí quản. Ung thư khí quản này như cha nói á, mình bỏ con chó vô trong bao của mình, cột cái bao lại, mình luyện xuống nước có 1 phút nó chết. Chết rồi. Từng làm mà con Thập Đỏ nó chết, tại anh từng làm. Thế nè, vậy thì người ta cũng vậy. Chỉ cần tắc nghẹn trong này 30 giây thôi là đã chết rồi. Tìm đứng liền. Mà anh Biền là người như thế đó. Anh Biền là người như thế. Vậy thì bây giờ con cho cha biết và mọi người biết là anh Biền ngày anh vô là anh ung thư khí quản di căn hạch. Hôm nay con trình bày về cái chuyện đái đường, là đường huyết, là đái tháo đường của anh Biền như thế nào, ngày vô đái đường của anh ra làm sao. Dạ, con xin được trình bày với cha với tất cả mọi người ở đây. Thì đây là bệnh nhân là Nguyễn Hữu Biền, bệnh ung thư khí quản di căn hạch. Thì cái ngày đầu tiên bác Biền vô đây thì bên cạnh cái bệnh lý là ung thư, bác Biền còn mang một cái bệnh lý đó là tiểu đường tiếp 2. Thì do bệnh viện quân y 175 đã chuẩn đoán vào ngày 5 tháng 8. Đó là hồ sơ ban đầu là mới vô. Ngày mới vô là anh Biền là bệnh tiểu đường tiếp 2. Ung thư khí quản nhưng mà nó có cái triệu chứng tiểu đường tiếp 2. Là ngày mới vô của bệnh viện quân y. Ngày hôm nay là anh Biền ra thì cái tiểu đường anh Biền còn không? Cái tiểu đường, khi cái đường huyết mà đã kiểm tra ở bệnh viện Mê Đức Hòa Hảo ngày 6 tháng 10 á, thì là không còn tiểu đường, nằm có, trong ngưỡng bình thường. Có nghĩa là tiểu đường tiếp 2 trở lên tiếp 3 hay là hết? Dạ hết. Vậy đi. Coi như là con không còn tiểu đường nha. Vĩnh viễn con không có tiểu đường vô phòng tiểu. Rồi, ngày anh Biền vô thì không có cái chuyện là không có khám về lao phổi. Đúng không?
cũng không có xét nghiệm về phổi như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay khi con hết ung thư rồi, cha xét nghiệm cái lao phổi của con, thì con trình bày cái lao phổi như thế nào? Cái ngày đầu vô của bác Biền là không có kiểm tra cái lao phổi, cho nên chúng ta không có đánh giá được chính xác. Nhưng mà ngày cuối cùng, sau khi đã hoàn thành phác đồ, thì cha và các thầy có cho bác Biền đi khám bệnh lại ở trung tâm Medic Hòa Hảo ngày 6 tháng 10 á. Thì bác sĩ họ đó có kiểm tra là cái hai cái chỉ số của cái lao phổi là BK đó, BK SB á, là negative có nghĩa là không có, có nghĩa là negative không có, không có lao phổi. Thì sau một quá trình điều trị thì cuối cùng chúng ta kết luận là bác Biền không có lao phổi. Rồi, cảm ơn con. Tại sao mà cha phải tìm cái lao phổi? Do bởi con bị ung thư khí quản thì nó ảnh hưởng tới cái phổi, cho nên cha phải tầm coi con có bị lao phổi không. Vậy chúc mừng con là con không có lao phổi. Vậy con ăn chung cơm với vợ với con bình thường ha. Rồi, một chuyện. Chuyện kế tiếp là xét nghiệm về X quang. Ngày vô là xét nghiệm X quang cái vùng cổ như thế nào ha. Và bệnh viện nào nói anh này là cái vùng cổ làm sao? Cái hồ sơ ban đầu của xét nghiệm X quang ở khu vực vùng cổ là nó ở cái vùng cổ bên trái nó có một cái bóng mờ. Hai lá phổi mình nằm hai bên. Đây, cái vùng cổ này nè, bóng mờ bên trái. Thì trong cái xét nghiệm X quang nó cho mình biết nhiều cái thông tin liên quan. Thứ nhất là bên cạnh cái bóng mờ vùng cổ trái, nó còn cho mình biết là cái sơ hóa rải rác hai phổi. Có nghĩa là hai cái lá phổi hai bên nè, nó có những cái đốm. Đó, những cái đốm sơ sát. Đây là tổn thương rải rác trong hai phổi, hồ sơ ban đầu. Và cái voi hóa động mạch chủ, đây là cái động mạch chủ đi xuống. Đó, động mạch chủ này bị voi hóa, đóng cục á. Voi có nghĩa là nó bị giống như là gai cột sống vậy, nó đóng cái chất voi ở động mạch chủ nha. Tức là cái chất mà như là mình nấu nước lên rồi nó động lại cái trắng như đáy ấm á, đó là voi quá đó. Rồi tiếp theo con, đó là bệnh viện đa khoa Lucky của Khánh Hòa đã chẩn đoán vào ngày 3 tháng 7. Vậy thì bệnh viện Lucky Khánh Hòa đã chẩn đoán là voi hóa và rải rác hai bên phổi, bóng mờ vùng cổ, nhân dân. Bây giờ ngày ra hôm nay thì bác sĩ ở Hòa Hảo, trung tâm Medic Hòa Hảo, bác sĩ Trương Văn Hoa nói sao? Bác sĩ Trương Văn Hoa, Medic Hòa Hảo đã chẩn đoán xét nghiệm X quang vào ngày 6 tháng 10 thì kết quả cho ra là không phát hiện bệnh lý tim phổi. Có nghĩa là tim không có. Phổi không có. Không có bóng mờ. Không có bóng mờ. Không có sơ hóa rải rác. Không có voi động mạch chủ. Dạ. Dạ, ở bên vị trí bên phổi phải á, bây giờ nó chỉ còn sẹo thôi. Sẹo cũ. Kết luận là theo dõi sẹo cũ trong phổi phải. Có nghĩa là những cái rải rác trước đó đó. Cho giải thích cái sẹo. Có nghĩa là khi mình bị một mụn nhọt thì mình lấy còi, lấy mũ, lấy máu nó ra hết, nó lành thì nó còn lại cái gì? Sẹo, hiểu liền ha. Thì cái rải rác voi sơ hóa đó nó lở, nó mục trong đó, bây giờ mình chữa lành xong rồi nó còn lại cái gì? Sẹo, hiểu chưa? Nó còn lại sẹo. Như vậy thì cái xét nghiệm đó của bệnh viện Medic Hòa Hảo Sài Gòn nha, bệnh viện lớn nhất Việt Nam chúng ta, là chỉ có trung tâm Medic Hòa Hảo là find out ra, tức là test mình bệnh gì, xét nghiệm mình bệnh gì là chính xác bệnh đó. Rồi bây giờ ngày anh Biền vô trong này về siêu âm cái tuyến giáp như thế nào? Tại vì khí quản nó sẽ liên quan nhiều thứ lắm con. Cái siêu âm tuyến giáp á, thì cái tuyến giáp của mình ở vùng cổ á, nó phân giáp hẹp hai thùy, hai bên, cái thùy trái và thùy phải. Thì bên thùy phải đó, nó là cái một cái vài nốt tăng âm, cái diện tích của nó là 5.4 mm, có nghĩa là hai bên đều có hết. Đây, rồi khí quản sụm giáp thì nó có cái cũng có khắc khối ngay xuống đường khí quản, nó là mỗi khối. Và hạch ngoại tử ở vùng cổ thâm nhiễm ra bên ngoài tế bào da. Nói tóm lại là ngày anh Miền vô là siêu âm tuyến giáp của anh là phình giáp hai thùy ha, rồi thì phải dài nốt tăng âm, thì trái dài nốt tăng âm, sụm giáp khí quản lớn mạnh, ngoại tử cổ, hạch ngoại tử trái thâm nhiễm ra ngoài tổ chức da cổ, là bệnh viện nào nói? Đó là bệnh viện
của bệnh viện quân y 175. Bệnh viện quân y 175 kết luận như vậy. Bây giờ ngày hôm nay anh Biền đã cho xuất viện ở đây, thì bệnh viện nào nói những bệnh đó còn hay không? Cái siêu âm tuyến giáp của bệnh viện Mê Đức Hòa Hảo đã chẩn đoán ở kết quả ngày 6 tháng 10. Thì khi đó cái này nó chỉ còn lại cái di chứng cũ thôi, thì chỉ còn lại nang giáp tùy bên phải, cái nang thôi. Có nghĩa là những cái này nó sẽ mất tiêu hết. Cái sụn hủy sụn giáp, nó còn cái hủy sụn giáp. Vì khi đó nó không còn thâm nhiễm ra ngoài cái tổ chức tế bào da nữa. Coi như là tạm thời nó nghỉ rồi đó, phải không? Lý do đơn giản thôi là tại vì là con mới có 60 ngày thôi. Nếu con ở đây 3 tháng thì nhất định cái đó nó dẹp, đúng không nè? Tại vì con hết giờ con chữa rồi, con có 60 ngày thôi mà. Ngày mai gì đi chơi mà. Vậy thì rõ ràng cái bệnh này đã hết rồi nghe con. Bây giờ cho hỏi tiếp nè, ngày anh Biền vào trong này là cái về mặt máu me của anh thiếu hay là đủ hay là không còn? Cái ngày mà bác Biền vào đây điều trị á, thì xét nghiệm máu là hồng cầu và chất lượng hồng cầu là thiếu. Xét nghiệm cái hồng cầu với hemoglobin á, là thiếu máu. Rồi ngày ra, hôm nay ngày ra kiểm tra ở bệnh viện Mê Đức Hòa Hảo thì kiểm tra xét nghiệm máu là không thiếu máu và chất lượng hồng cầu là tốt. Rồi, đó là giấy của hai bệnh viện. Một cái đầu vô nói anh thiếu máu, vô trong này ăn cháo nano 60 ngày, đầu ra bác sĩ Hòa ở Mê Đức Hòa Hảo nói không thiếu máu. Đó là bác sĩ nói với cha nói nha. Rồi, có giấy tờ đối chiếu ra ngoài nha. Bây giờ tiếp theo về gút, bệnh gút. Bác Biền có một cái chứng bệnh, đó là bệnh gút. Gút. Thì khi mà trước khi xuống đây thì bác Biền có hồ sơ này nhưng mà không đem theo. Thì thầy có cho đi lên trên bác sĩ Dũng Thủy ở trên Trà Vinh thì kiểm tra cái chứng bệnh đó là bệnh gút. Thì sau khi điều trị xong một thời gian thì xét nghiệm máu ở Mê Đức Hòa Hảo kiểm tra cái axit uric nằm trong ngưỡng bình thường là không còn gút. Tóm lại là ngày vô anh Biền bị bệnh gút là bác sĩ Dũng ở Trà Vinh kiểm nhận. Ngày ra hôm nay bác sĩ ở Hòa Hảo là nó không còn bị bệnh gút. Rồi, ok. Là gút là bằng không đúng không? Còn một cái nữa, siêu âm về tim. Bây giờ ngày vô là siêu âm tim thì tim như thế nào? Ngày đầu vô đó là bác này bị cao huyết áp. Thì khi siêu âm tim thì bác sĩ chẩn đoán là dày khớp trái. Rồi, như vậy là ngày hôm nay ngày ra, ngày ra là siêu âm tim không còn dày thấp trái. Nói chung là tim không có gì. Ngày vô là tim có vấn đề là dày thắt trái. Hôm nay ra không dày thắt trái mà Hòa Hảo nói chuyện này. Chúc mừng con một pha một món nữa ngang Biền. Rồi bây giờ cuối cùng là sinh thiết. Ngày vô sinh thiết là ung thư khí quản di căn hạch. Ngày hôm nay ngày ra thì con ung thư nó như thế nào? Cái ngày vô của bác Biền là sinh thiết. Sinh thiết là ung thư khí quản. Ung thư khí quản. Nói ngắn gọn hơn ngày ra, còn ung thư không? Ngày ra là hôm nay còn ung thư không? Dấu ấn xếp ra có 3 giai đoạn. Một là giai đoạn đầu vô, hai là giai đoạn giữa và 3 giai đoạn cuối là rồi. Khi ra viện. Rồi. Giai đoạn giữa cái xếp ra nó là nó còn, nhưng mà rồi. Còn với chỉ số rất là thấp. Nó rồi. Có hơn, có 1 chấm thôi. Giai đoạn đầu đó. Giai đoạn giữa. Giai đoạn giữa đó. Giai đoạn ra hôm giai nay. Giai đoạn ra hôm nay là nằm trong ngưỡng bình thường. Không ra, còn ung thư. Ung thư. Rồi, ok. Giấy tờ đầy đủ hết nha. Rồi. Cho đàn hóa tay nha. Bây giờ cha hỏi ý kiến tiếp tục nè Biền à. Bây giờ nãy giờ cha và thầy Thăm nói đáp cho con á, chứ không phải là cho mấy người này. Cho con thấy được con đã hết bệnh như vậy, đúng không? Nói cho con hiểu thôi, chứ còn 1-3 tháng trị bệnh cho con đâu có nói được gì. Thế là âm thầm trị thôi. Nhưng mà đúng lý ra cha ký cho con đi về đi, chứ coi cha không cần giải thích cho con nghe gì đâu, mất giờ cha. Thấy nè. Nhưng mà cha phải nói, vì cha giúp con là giúp tới cùng nghe. Vậy con ý kiến giùm cha, nãy giờ cha và các thầy đã đối đáp với nhau về bệnh tình của con ngày vô ngày ra, ngày vô ngày ra. Hôm nay sức khỏe con như thế nào, con nói cụ thể đi. Là hay nhất. Rồi vậy đó con. Kính thưa, con này nói ngắn gọn thôi, nhất là thời gian hết rồi. Mệt mỏi rồi, hai giọng con không hay. Con nói rất ngắn rồi. Con đang ngắn theo ý của con. Rồi. Con động chạm đi cha, không đừng tự ái. Nhá. Đúng, không tự ái đâu. Bây giờ thì chửi cha cũng được như sao con không có kính thưa cái người gì cả. Thật ngắn gọn. Nói ngắn gọn 3 câu thôi. 1, câu thứ nhất. Con thì
thực ra em nói thì cũng không về đủ tiền để đi khám nước ngoài. À. Con sợ, tôi sợ tới y. À. Con khi sinh tiết thì ông chú chẳng hỏi ai, chẳng thuốc nam thuốc bắc gì. À. Để cứ đi tắm biển. À. Khá đi ô vậy. À. Thì có người bạn rất là thân. Ừ. Giới thiệu con có bệnh biển nổi tiếng ở Sài Gòn này. Ừ. Con nuôi tên nghe đậu chặt. Con thuê phòng dịch vụ tốt chất. Nhưng mà con vào thì cứ chỗ nghèo nằm la liệt ra, tôi lại là không ở được. Đông người đó. Đông người mà nó thái độ phục vụ bứt. Con chuyển nước đây, phòng tay lên. Ừ. Không xuống được. Ừ. Tôi nói là một chút hết thế giới thật là về luôn. Ừ. Lằng nhằng. Ừ. Mình biết đi cả. Ừ. Thì khi đó nó là hai hướng. Ừ. Một, con đọc tra chắc cách đến 10 tháng rồi. Thông tin điều tra đó. Hai, Singapore. Ừ. Đi Singapore để hai hướng. Hoặc là về đây. Có người dọn được hết. Một, sinh, hai. À. Thế còn sao mà cũng đi lại các thứ. Con cầu nguyện nhiều thứ lắm. Thì sau đó con người mách cha tổng ấy. Ừ. Có dẫn hai người tới đây. Ừ. Về khỏi bệnh. À. Cái cha tổng thì là ở xứ con. À. Thế là đây là chúng nó định. À. Thế là con lên đường con vào thôi. À. Con vào đây thì cha biết rồi, nó ngạt không thở được. À. Nó có nghĩa là một đời cuối rồi. À. Đêm không ngủ được, không thở được. Ừ. Thì là cha vào với cha đấy, thì hôm sau thì cha nhận. Được. Ngày 13 tháng 8. Ừ. Thì con check in vào đây đấy. Ừ. Để vào đây. Nay là 13 tháng 10. Ừ. Đúng 61 ngày. À. Lại là 62. 61 ngày. Dạ. Đấy. Đơn giản nhất đấy là con ấn tượng với cha ấy ra đấy. Cách đây khoảng một tháng, không đến đâu. Ừ. Con đưa đoán khoảng 10 tháng. Thì khi ở phòng kia đấy chưa xây. Ừ. Có 10 bệnh nhân. Ừ. 10 người nuôi bệnh 20 người. À. Trong đó thì người hạch trong lòng trung buộc nặng quá không ra được. À. Ở ngoài có 9 bệnh nhân. Ừ. Và 10 người nuôi bệnh. Ừ. Thì con đứa mãi này thì con đứng một hồi bên kia cha bên này. Thì thật cứ cha là con đi nhiều. Con ra xin con khám, nhà con không có phám Việt Nam. Cái xe hơi ấy nó chạy từ đất lên tầng 6, ngoáy 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 này. Tầng 6, khám tự nhiên xuống. Chứ nóc của nó chỉ thằng quạch 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 này. Mà không bao giờ nó ai dám khẳng định là chứ ung thư trên 50%, không bao giờ có. Trên 50 là không khẳng định được. Nó kệ, đốt tiền luôn, kệ. Không bao giờ trên 50%. Thì con nhớ mai trà như này. Con hình tượng tí. Như ông nông dân. Như ông nông dân. Nông dân. Trần đất mắt chưa tuyết. Ông có đẹp trai lắm à. Ông kẻ okay hả? Con nhìn xuống, con nhìn xuống đôi bạn nè. Trần trần thì đi đất. Năm năm anh dạy. Dày nửa dày này dép mệt lắm. Áo kẻ hả? Bộ cái nón này á. Thế con nào đấy. Túi chắc không có đồng nào. Như ông luôn. Không đồng nông dân. Đấy. Thì là cha mới gọi. Đây cũng là chứng là 19 người anh hạnh nằm trong một chứng buồng. Cha nói này. Riêng về ung thư như này nhá, cha chữa được trên 90%. Ừ. Đấy là điều có thật. Đấy ai còn ngồi đấy mà. Ừ. Nhân chứng ngồi đấy mà. Đúng rồi. Thôi về mà. Thôi hạnh là anh đi điều trị tiếp rồi. Ừ. Đấy. Cha tuyên bố ra là trên 90% khỏi bệnh. Đấy là điều có ngỡ ngàng. Cả bệnh viện là tỷ đô la này không dám tuyên bố gì cả. Dân nông dân này chân đất mắt tuyệt. Dám tuyên bố là trên 90%. Đấy. Mà con như đấy nhỉ? Đó là liều đấy. Điều đấy. Con anh Thơm thì hôm nay là xuất hiện. Còn những người kia thôi tin là cha làm đúng. Là sẽ chia cứu 9 người. Lúc đó người này mà. Anh Hành tính là anh điều trị ở bệnh viện thôi. Ở đây có 9 người. 9 người xong hết đấy. Con biết mà. Chắc chắn xong hết. Nói đấy là điều kỳ diệu. Ừ. Con gọi đây là hiện tượng. Ừ. Không thể hiện được. Chứ là trong phòng của cha có 10 bệnh nhân mà cha báo cho biết trước là một thằng chết, 9 thằng sống. Vâng. Hôm nay chính thằng sống hết. Thưa cha. Một thằng ghê gì chết thiệt. Nhân chứng này còn hết nhá. Chưa ai về cả. Con anh Thơm được hai người đầu tiên. Thế là con chứng nhân chứng hết. Con nói đây là sự thật. Con là người đi nhiều. Thông tin nhiều. Nói rất là cụ thể về mọi vấn đề. Con gọi đây là hiện tượng. Hiện tượng. Hiện tượng. Hiện tượng là cái gì? Không thể thích được. Nếu như không hiểu không thể thích được. Hiện tượng này không phải chỉ có ở Trà Vinh. Cả Việt Nam không có. Cả châu Á không có. Thế giới không có. Không có. Thì con gọi đấy là hiện tượng.
chân đất mắt chưa tuyết mà không đồng nào mà tuyên bố là 90% khỏi ung thư thì chưa từng thấy. Không, đây là sự thật. Không. Đấy, còn cả thứ bệnh cái thứ thì ok, chúc con lên đường bình an nhé. Con nói nhiều đâu. Nó không khen ba đập tay gì chứ. Sao rồi, tới sao con ngồi rồi, con nói gì vậy đủ rồi, cho giới thiệu anh Biền đó. Không phải anh là người nghèo nữa nha. Anh nên chọn đi Singapore để chữa hoặc là gì đây. Hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị dưới ba công ty. Dưới ổng có ba tổng giám đốc và một bầy giám đốc ở dưới. Ông này mua cha cũng nổi nữa. Nhưng mà ổng tức quá trời là ổng không có cho cha được một xu một hào nào. Ngày ông vô, ông nói cho thưa cha con nghèo quá rồi, cha chữa bệnh miễn phí cho con. Chết chắc rồi. Cha chữa giờ hết bệnh thưa cha con tổng giám đốc, không lấy xu. Chết chắc luôn thấy không? Thua. Ôi, tức quá lắm. Bây giờ nói là cái tiền phí thế này. Thực tế mà nói ấy, thì cha quá rắn. Con có 3 lần tất cả. Không phải là tiền, không có gái gì cả. Chia sẻ. Thứ nhất là cái nước cạnh nền thì là sợ thiếu. Cái thứ hai là cần cái giá cứu thương. Mà anh biết, tôi bảo nơi này là đang xây. Thực tế con chẳng phải là con tiền đâu. Bình thường thôi. 3 lần con dành cha để chia sẻ. Một bao xi măng, một tí cây này. Một bánh xe hơi, biết gì hết. Cha đến nay thì có người xì xào là con cũng nọ kia. Ở đây con giải thích luôn. Không đồng nào cả. Cái xe cứu thương ấy thì cũng thông báo cho bà con ở đây ấy ký rồi, cha mua rồi. Tháng 11 thì nhập khẩu về đây xe mới tinh đời 2019. Cha mua một chiếc xe cứu thương 700 mấy 755 triệu 755 triệu đời 2019 rồi. Đứa nào bệnh cho lên chở liền. Là cha nhờ anh Biền mua giùm cho cha. Mà anh Điền không được bỏ ra 1.000 đồng nào. Đấy, giải thích cho cha, đỡ đấy nhầm. Đến ngày hôm nay tôi xuất viện đấy, cha tưởng không lấy một xu, một cắc, một đồng nào cả. Đấy là sự thật. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Okay. Là. Chắc có lẽ là cái người vui nhất là vợ của anh Điền. Con có ý kiến gì không con? Con lại nói cho cha nghe cho. Con là người vợ này, chắc con là người vui nhất thôi. Cha mời con nói vài câu thôi. Trước khi con lên đường vĩnh viễn, con được gặp cha nữa, đường ai nấy đi. Chết con cũng tự chết, cha tự chết. Vợ của anh Biền đây, cho tràng pháo tay nè. Trước tiên là con xin cảm ơn Chúa vì làm cái gì cũng thế, còn mình là có đức tin. Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn các thầy. Thì trông con có ngày hôm nay. Hay lắm con, hay lắm. Chứ thôi chết queo rồi. Mừng quá khóc thân con. Mừng quá khóc. Cảm ơn cha, thầy rất nhiều. Kể cả anh Biền cũng khóc, xin mời đứng lên luôn. Hai vợ chồng mừng quá, khóc chết. Cái chết này trong gan tất một. Hôm đó mà cha nói không có cha là chết tại nhà cha, chứ không có được sống, không được đi ra khỏi được. Cha nhờ thầy Thanh cứu tại cấp, tính tại chỗ liền. Sau đó là trời cha cứu, chúng con mừng không? Cha không muốn khóc gì nữa con. Không, mình cười đi con. Cha sinh ra chồng con lần nữa. Sinh ra lần nữa. Con không biết nói gì, cảm ơn cha với các thầy rất là nhiều. Rồi, xả chồng con lại cho con. Con hãy về bình an ha. Từ nay sống hạnh phúc. Rồi giúp đỡ mọi người nghèo. Ở đây không nhận một xu một hào nào hết. Nếu có tiền hãy giúp cho những người xíu xíu con. Chùa, chiền, nhà thờ, người mồ côi, mồ két gì đó. Cứ cho đi. Cha cảm ơn vợ chồng con là đã thay mặt cha mua giùm cha một chiếc xe. Và thay mặt cha là mua giùm cha điện. Và anh Biền là kỹ sư điện, cho nên ảnh đi điện trong này hết, ảnh đi giùm thôi. Cho nên cha cảm ơn chúng con. Ngược lại cha còn phải cảm ơn chúng con nữa. Chúng con giúp cho các bệnh nhân ở đây ha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con ha. Không, mình cười lên, không được khóc nữa nghe không. Mình sống lại mà. Chúng con về ăn lễ Giáng sinh cho vui ha. Okay. Bây giờ chắc có lẽ là cái người mà nuôi anh Biền là ít nhất là một tháng là chú Năm đây. Xin mời chú Năm là phó điểm chữ thập đỏ. Chú Năm hiện tại là có một người con là bí thư ấp ở đây. Và chú Năm là đảng viên 40 năm. Con mời chú Năm phát biểu vài lời nhé. Xin mời chú. Rất kính chào cô bác, có mặt hôm nay. Nhất là người bệnh, người nuôi. Trong đó là cái những người là cũ, bệnh cũ á, thì có mặt. Bữa nay tôi cũng bất ngờ mà thấy hồi khi mà thành lập cái điểm chờ thở đến ngày nay nhận bệnh. Và bữa nay là coi như là cái ra bệnh thì nó thường xuyên rồi.
có khi ra cũng 5-7 ca phải không? 5-7 ca đó là thủng. Cũng na ná vụ là hai vị này, tức là tôi nghe từ cõi chết trở về không đó. Mà bữa nay có một cái là tôi giờ là tôi là bất ngờ một cái, vừa là ra viện hai bệnh nhân này rồi trong đó là tiếp thu vô khoảng 30 ca đó. Thành ra hồi nãy anh Điền có nói là coi trước đây chỉ chục mười mấy ca thôi, mà bữa nay 30 ca. Mà cái trường hợp này sắp tới đây thì ngày chủ nhật cái thứ này chừng ba tuần chắc không biết ở đâu ra tường ở ngoài ruộng ha. Khổ đó, bởi vì đến đây thì tôi cũng đặt là cái bệnh viện này bệnh viện không tường, thấy không, có bác thấy có tường đâu, thấy không, bệnh viện không tường. Rồi đến đây rõ ràng nói vậy thì cái vừa kinh phí nãy giờ thì nói mà nhất là cực kỳ khổ là các thầy đây, những là coi như các thầy đây là các vị dồn có mấy thầy thôi mà, rồi ban đêm rồi là có một lần thì mà từng rồi nhận bệnh đến ngày 3 giờ chiều các thầy kỹ ăn tô mì tôm, có mì tôm xỉu luôn đó. Mà cái trình trạng kiểu này rồi sắp tới đây rồi không biết thầy sao, nhưng đấy cha tường cũng nói chơi chắc tụi này nó chết hết trơn ha. Dạ từng nó chết trơn vì đói nữa. Ở trong đó tới giờ là về chăm sóc rồi, vậy là sắp tới đây rồi cái mùa nắng rồi phải tưới thuốc này nọ, thì bây giờ những cái về cái cơ sở này thì cô bác đến đây thì biết rồi, chắc là ở đây rất là nói là 63 tỉnh thành ở đây hình chứ muốn điều ở trên đó. Từ là mũi Cà Mau đến là Tuyên Quang tới Hà Nội rồi ở đây có, là ở đây có Thái Bình rồi coi như là Bắc Giang gì đâu đều có hết trơn. Ở Mỹ nữa, ở Mỹ có ca đây chú đang ngồi đó phải không, ở Mỹ nữa thì nói ở Mỹ thì nhiều rồi. Thì bữa nay thì tôi không nói nhiều với nhau, bữa nay tôi nói cái phần của hai bệnh nhân này thôi, còn phần là coi như là nhập viện thôi nữa là coi như là cho thường các thành thì có thể nói nhiều hơn. Trước nhất tôi nói về là coi như là hai ca bệnh này, bởi vì nói là tôi về trong cái điểm này nữa mà vừa là chủ nhà trọ nữa mà thường xuyên nhất là hai ca bệnh này thì đến phát huy bị là đẩy, không phải mỗi vô đây là mỗi người phải mỗi hết đâu, tức là hỏi hết là gì phải theo phát đồ. Có những ca 70% rồi theo phát đồ nó ăn cháo một lần, cái thèm cá hay là thèm thịt nó hết chừng cái bắt đầu là chạy thành ra đã 80% thì cái đó tại mình. Còn tôi phát huy đó là coi như là những người những hai là coi như là ca bệnh này là giờ là sáu thôn với là chú Hiền đây, mà nhất là người nuôi bệnh cực kỳ là coi như là khổ sở vấn đề này thì chăm sóc cái nuôi bệnh là coi như là ở đây tôi dặn dò luôn, cái dù gì tôi nhà trọ tôi biết mà ráng cố gắng thì sao, nhất là cái người mà nuôi bệnh làm sao theo phác đồ của thầy dặn như thế nào thì theo đồ, mà nhất là cái người bệnh đã là mình nói là mình từ khỏi chết phải về đến cái mức cùng mình rồi, thầy đáng cố gắng là nghe lời thầy, đó là những mấy lời nhắn nhủ của tôi vậy thôi. Còn lại nói với chú Huyền đây phát huy hai màu quá trời, có 60 ngày tôi không ngờ được vô là thằng Huyền nói gì tôi hỏi nói nghe không được nè, cứ hả không bữa nay thôi không độ nữa, nứt da rồi bốn vợ rồi hai bà rồi còn không mà đóng kim có đóng kim được mà vợ thì đẹp đúng không, đóng bóng rồi vô thấy rầu dữ lắm đấy. Trời ơi đấy rồi tôi nói cái ca bệnh này mà rõ ràng là nước thầy này viết là cha tường thì hết là bà phát huy đó đấy. Mà đúng là cái ở đây thì có là không có chê bệnh ấy không nè, tức là bệnh ấy không, đây rõ ràng bệnh ấy không, nhưng sắp tới đây đó là dài nằm bệnh ấy không. Kỳ khổ thì bây giờ đã nói xác định rồi, hồi nãy em Biền nói là 10 người chết một thôi hả? Một chứng minh rõ ràng điều đó. Thì bây giờ bệnh viện nào cũng vậy, có đầu vô phải đầu ra thì phải có chết, thì vô đây nó banh nó gan hết trơn này, ung thư gan cũng banh gan mới vô đây rồi đó, còn gì nữa. Thôi giờ chắc con nhường là thời gian nữa, thôi đứng dậy chú Biền. Thôi giờ chúc chú là về khỏe ăn ráng, rồi cũng là điện thoại tới lui đây chơi à, để hỏi thăm sức khỏe chứ đừng không vô đây lần nữa nha, vô thăm hay hỏi vô đây mà làm bẩn các thầy ha. Thôi cuối cùng này thôi ngồi đi, cuối cùng nữa trước nhất thì cũng là cảm ơn cha tường, nhất là các thầy đây thực khổ như nói ban đầu, rồi sắp tới đây dài không biết như thế nào nữa à, rồi tuyển dụng như là hồi nãy hồi bộ hổm này chú này có hỏi có thể là ta vô làm đệ tử là cha tường có được không? Đệ tử khó quá hả?
phải vô à? Đệ tử là đi khỏi phải là phải đây là không vợ con không nhà cửa. Thôi thì tốt nhất là một lần nữa chúc cho Tường Thẻ đẹp trai như này, thằng này chơi nãy chơi này, hồi nãy ông Biền chơi gì đâu, nông dân quá không hiểu, đẹp trai, đẹp trai. Thôi chúc là các thầy ráng cố gắng, cái đoạn đường này dài dài thấy khổ quá trời rồi, khổ ráng cố gắng. Thôi chúc là các thầy khỏe, rồi chúc bình an, ráng cố gắng. Hồi nãy nói tháng 5 đi trước gì á, tháng 10 theo sao, không có gì đâu. À, xin cảm ơn. Mấy cha và chính quyền địa phương ở đây gần gũi gì lắm, tức là không có một cái, không có một cái phản cảm gì á, và không có một cái hơn thua gì, đồng với nhau để cứu đời thôi. Bây giờ cuối cùng Biền ơi, nói gì thì nói, cuối cùng ký tên cho con mới là xong. Bởi vì cái chữ ký bút xa là gà chết, nãy giờ nói cho chơi chưa ký cũng chưa hết bệnh, giờ ký cho con cái là con sẽ hết bệnh nha. Giờ chú Năm ký trước nha, chú Năm ký trước. Cái quan trọng nhất là ký cho con, chứ nói mà không ký không giá trị nha. À, rồi anh Tám ký vô đây nha, nói là không ký không giá trị đâu. Rồi cha ký cho con, cha đóng cái mộc của nhà nghiên cứu vô cái nữa là xong nha. Nhất định con sẽ đi về bình an nha, và từ nay không được ăn động vật nữa nha. Mà chú Năm tặng cái màn khen này cho anh đi. Chú là sẽ về đáng là theo bắt đầu này. Cái nãy cũng anh Tám nói đã rồi, đã bị đã được vô bờ rồi thì đáng đừng nói ỷ y là nói về bắt đầu thấy động vật khái mà làm cái đóng cũng đó thì trở lại là nhiều bông đo cũ rồi chết nữa. Ráng cố gắng nha. Cuối cùng đây là bộ hồ sơ cha trao cho con, là ngày con vô con bệnh gì và ngày con ra con sẽ không còn bệnh gì. Đây là bộ hồ sơ để con đối chiếu với tất cả các nhà khoa học trên thế giới. Cha nhớ có một lần là cha chữa cho một ca ung thư bên Mỹ, họ cầm hồ sơ về bên họ đòi tiền bảo hiểm con. Hay lắm ạ. Giờ có ông bên Mỹ này nữa, nó mai mốt cha chữa xong ra ông đang ngồi đó, nhất định là ông đó là cha cho ông về ăn lễ Noel đó. Tức là hiện bây giờ hôm nãy cho ông ra kỳ quá chứ, ông không có ung thư gì nữa đó ha. Nhưng mà ở đó, khoa học là chết nha, đi Tây là chết chắc luôn đó, ở đây là nhất định là bình thường nha. Vậy đây là hồ sơ của con, vận mạng của con nằm trong sách giấy này, và sổ tử của con đã xóa, đây là sổ phục sinh. Con là đạo Công giáo đúng không? Cha cầu xin Chúa phục sinh cho con, và hôm nay Chúa đã phục sinh cho con rồi. Một lần nữa cha xin Chúa ban phước lành cho con, xin Chúa cho con đi về bình an, và từ nay đừng ăn động vật nữa, và hãy dạy mọi người Công giáo ăn khi cỏ mà hạt giác nha. Xin chào. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời. Yeah. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam, thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây, và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch Hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi, và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái ấp vùng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội, đầu ngành của đất nước Việt Nam, và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy. Thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch Hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha, và ca đó sẽ được nuôi, và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về
hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không? Đem lại chứng cái bọc liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi. Nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại, cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô, rồi đi qua xuống đây. Ai chữa cho nổi con? Chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1000 ca ung thư mà 1000 thập đỏ chắc về vẫn chữa được như thế. Mà 1000 ca ung thư mà không có 1000 thập đỏ chắc về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy. Nhưng mà con hỏi lại là 1000 người đó đều có 1000 cái nón bảo hiểm và 1000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổ ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó. Mà cũng 1000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết. Mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô ca, 4 giờ sáng vô ca, 2 giờ trưa vô ca. Trời ơi, làm riết rồi cha đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến, không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cho tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà hãy cho mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, chúa ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Nói nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nhắn từ dân gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ sáu nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ sáu chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ ba. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ hai đâu mà hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ tư nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ sáu chứ đúng ra chủ nhật lên con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore, chân dân, hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về, mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt.